Wow, các bạn ơi, tới một cái gì nữa rồi. Đây, xe. Rồi, xe Jeep, xe của lính Mỹ nha. Đây, các bạn có một cái xe Jeep nè. Không biết có ngồi xe nào vậy? Biết ngồi xe này hả? Wow. Ai lái xe đây? Cho Lập lái xe đi. Có nón luôn kìa, đội nón lên luôn. Đây các bạn ơi, xe tiếp nè. Xe này có nón luôn nè. Nón của lính Mỹ kìa, đội nón lên anh Lập ơi. Rồi lái xe thử đi. Wow, cho ông kia đội cái nón thử nha. Rồi nón lên. Rồi đem mắt kiến cho Pin ơi. Không đem mắt kiến, anh Lập đeo đi. Thôi không đeo luôn hả? Rồi lái xe đi, lái xe. Rồi đổi xe đi, đổi xe đi Pin ơi, qua xe này đi. Dạ dạ dạ. Rớt dép rồi hả? Rồi chèo lên xe này đi. Rồi chèo lên. Đây các bạn ơi, ngồi xe. Xe này xe gì ta? Xe này xe leo núi nè. Wow. Rồi biển. Quá quá, xe ngựa đi. Rồi ngồi xe ngựa nha. Rồi chèo lên ngựa, cưỡi ngựa luôn, xe ngựa chở công chúa nè. Rồi chèo lên luôn. Có ngồi ngựa không? Có ngồi ghế thôi hả? Rồi chèo lên đi các bạn ơi. Bây giờ bạn Pin với bạn Lộc sẽ chở công chúa quên. Trời, cái suối kìa, có cá không? Đây cái suối này các bạn ơi, mình rửa chân được luôn á nha. Rửa chân đi. Wow. Ê Pin ơi. Wow. Trời, có cá mập luôn nè. Cá mập, cá mập. Wow, con cá bự quá nè. Đây. Ui, cá bự quá kìa. Lẹ lên đi, lẹ lên đi. Wow, cá bự dữ hả? Đây các bạn ơi, nguyên một con cá nghe. Con cá này con cá trình, phải không? Cá gì mà bự dữ ta? Bên kia cá gì vậy? Băng biên, bên kia cá gì hả? Ồ, bên kia con cá răng nó ghê. À, bên kia là con cá hổ á.
Ừ, có hổ mập á. Đẹp quá. Ừ. Ê, các bạn ơi, như vậy là bạn Bim với bạn Lộc đi xem clip clip xe với clip cá đến đây là hết rồi nha.